nhà ra cửa hàng anh em tôi vừa ngủ đây. Chưa chín đâu. Đây là hiệp lớp trưởng này. Trưởng hôm nay. À đúng rồi, làm xúc xích đi. Chuyển lên cái kìa. Cái à kia, cái cây ông tao hiệp. Ui, nhấc gà làm gì rồi. À nó cháy gà kìa. Ui cháy. Từ đây. Bây giờ để nó ấy đấy. Có than đấy. Cho có than. Đây là sơn gai bây giờ nó đi tìm cây để nó xúc xích. Sơn gai chào anh em, người sơn gai. Không chào đâu. Ra vào kiểu. Em thích lên phòng. Xong ý để lấy mấy cây đây. Muối tiêu à? À còn cái quất nữa nhỉ? Quất đâu nhỉ? Thiêu cầm à? Ở đây có dưa leo à? Đây là xúc xích. Bây giờ anh em tôi sẽ nấu xúc xích trước. Tiến đây, nấu xúc xích kìa. Xong để tôi cái dài ngoãng cơ. Mỗi ông một cái. Miếng mẹ nó hai. Chín vào là ăn vào đấy luôn. Mới ngon. Cho mẹ hai xiên vào đây nhỉ? À, thôi mẹ ơi. Một cái mới ngon, một nữa đợi ngon. Không, đây là cây nó dài ấy. Cây dài thì cách nửa mày không có ấy nó... Ngắn ấy, của ông ngắn ấy cầm nóng ấy. Nóng. Thôi được, một cái đây, trên chọc tôi phát được. Đây. Đây. Nó đốp vào mặt. Đấy bên kia, bên kia. Đấy. Củi to này. Ủa chết rồi. Tắt nhẹ lên. À quên cái này mình không khứa ra. Không sao đâu, không phải cứa đâu. Tưởng thế mới ngon. Ok ok rồi đấy. Cái đấy không sao đâu. Rồi. Đây. Đây là cây xúc xích của tôi. Hiệp có nhưng mà anh. Đấy. Đây tao châm này đó. Hiệp không ăn, Hiệp không ăn. Anh Hiệp ăn đi Hiệp. Có chứ, phải ăn chứ. Bày nướng nhá. Đậu. Điền dã dân tộc học về. Của tôi chín rồi anh em ạ, mời anh em nhé. Nói chuyện. Làm miếng đây. Mời anh em nướng nhá, mình làm trước đã. Cúi không, kệ ăn này mới ngon. Làm phát nào. Cái này có cái củi không mày vứt xuống làm ghế cái. Một chân. Lấy cái ra, lấy cái thơm quá, làm phát nhà mời anh em nhé. Không có tương ớt à? Gói voi đầu tiên là này. Tương đâu? Ớt này. Đây lấy tương ớt xuống anh em chấm xích. Có quất chưa? Quất có. Tí vắt đây chấm xích. Kiểu bún nướng mà đợi và ăn này ngon cực luôn. Tiến này chín này tiến. Chưa. Thế mà Sơn mày đưa đây rau nướng nha. Mày không xuống em chấm không? Eo nứt này. Đấy, nứt mà tí luôn. Đây nó còn có vết nứt rồi. Hiệp cầm ra ngoài đi, đặt xuống người đi. Đặt đây à? Ừ. Bỏ cái dây xong là rút ra. Thơm lắm mẹ. Ui thơm đi. Ôi đây rồi. Chắc chắn chín rồi. Chắn rồi. Đây là muối tiêu chanh ở đây rồi. Đây dưa leo được. Có bột cổ không? Có. Thế à. Cứ ngồi đừng nói chuyện một lúc là chín ngay ấy mày. Thơm thế. Thơm đấy nhỉ. Vâng, bỏ củ đấy. Đấy. Chín rồi. Chúng ta mới rút đi em, rút đi. Cái này chín rồi đấy. Chín rồi. Được rồi, rồi. Chỗ đấy chắc chắn chín, chỉ có trong này. Rút đi. Cô Như thế đang ảnh đi mua xe máy điện VinFast đây. Cô Như mua hả? Ừ. Rút. Xem. Chắc xem. Rồi. Chín đấy. Khôi cái đùi, khôi đùi đi. Ui xem. Ôi. Ui đúng vừa chín vừa tầm này. Ui. Đi vào xem ra này được chưa? Được rồi, ngon rồi. Ui trời ơi. Chặt đấy, được rồi. Đặt nước này. Đây mình cắn này. Đây anh em xem chưa? Đấy, ngọt lắm này. Ui ngọt lắm, mình cắn nó phát ngập miệng ơi. ngọt cắm ngập răng. Ngon không? Được chưa? Ừ. Rút đây em. Muối là ngon. Ui nóng quá. Nóng lắm. Đặt xuống này, xuống. Sành này. Khui nốt cái đùi đi. Có cái dao mổ cái kia mà. Từ. Thơm nhá, được hết. Thơm đây. Ui mùi rồi. Ui trời ơi, miếng đứa bé này. Mày đánh lên tập gym mà yếu đấy. Nóng. Giữ tao cái con rồi. Rồi, ok, đặt xuống. Đây, 2 cái đùi, bây giờ mà con gà nó cũng 5 cái đùi nhỉ. Mày nốt cái cánh nghiệp. Mỡ thế nhỉ. Cánh chắc phải ấy mẹ. Không chỗ. Đây lấy dao. Sơn lấy dao. Đấy lấy dao đây này. Đây. Nóng lắm. Rồi. Để xem. Cắt vào cái khớp đó. Rồi. Cắt nốt cái cổ đi. Chặt đâu? Chạm. Rồi, kìa, xem. Ui trời ơi. Đây. Ở đây. Da này. Cắt nhẹ tay nữa. Mình thử làm miếng da này. Rút đi mày. Thử làm miếng da cho nhá. Đi theo anh em nhá. Rồi. Xin mời tất cả anh em nha, mình thử làm cái miếng da này. Ui vàng rũa này. Rồi. Chấm muối tiêu chanh này. Làm phát nào. Xin mời tất cả anh em nhé. Mấy được tiền đấy. Ngon. Có cái xéo đấy. Đây. Ngon quá. Đây. Cái ức ấy để tí nữa ăn lên đâu rồi cắt đấy. Ôi lấy nước đi. Sơn. Thử nhé. Qua bác đi. Nước đi. Ăn kiểu ma bùn đấy. Nguyên thủy là mới ngon. Chất lượng lắm các bạn. Chất lượng lắm ấy. Tí ăn kiểu húp cái đống nước ấy. Dã đi nhỉ? Dã thì muối thì không cần đâu, kệ nó. Đâu. Để mình thái dưa chuột cho anh em nhé. Dưa chuột. Đó, ra này. Mổ con này ra mày. Tí nữa ăn đến đâu cắt đến đấy. Cho nó xả bùn thơm. Không. Toàn mùi xả, ra. Toàn mùi xả luôn. Ui. Để anh em lấy cái này mà hứng bát. Không cần bát. Sơn. Mày ấy đùi ra bỏ vào bát ngồi đây bật. Thôi, tí xuống. Ai. Kia xuống. Chặt cái ức cái chỗ nào đàng này, chỗ nào bác ngồi. Đây ghế, bố tao không ngồi xổm nữa đâu. Mềm cái kia. Mua lấy ghế. Về đây. Ghế đấy. Mỗi người ta lại mang có 2 cái chén không? Bác xuống rồi. Bác cầm cả cái cao gạo xuống rồi. Đấy, ok, bây giờ mình đã thái xong dưa chuột với lại đây. Cái bả mùi ghế đi. Anh không thịt rồi nhá. Đây là cái đùi. Mình xin mời ba đi nắng vậy. Đây anh em thấy chưa? Thịt này đúng vừa tầm ăn vừa ngon luôn. 313 cái đùi. Đấy. Đắp vào cái đấy. Để đấy, ăn chuối cái sạch cái sợ gì. Cái đứa nào thích thì uống nha. Uống ít thôi. Uống ít thôi, đừng uống nhiều còn ngọt. Bia này, rượu này, coca này, đủ thứ đấy. Tất cả anh em nhé, bây giờ mình sẽ khui cái lon bia này. Lon bia này dành riêng cho ông quay phim. Đặt cách cho ông quay phim. Ok. Đấy đã. Đây rồi, bia đây rồi. Gà đây rồi. Xin mời tất cả anh em nhé. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ. Cánh ngon. Đúng tầm nướng chín đều quá. Thôi làm miếng thịt xem nào. Sơn không lấy ít giấy mà lau tay. Ăn kiểu này nó mới dân dã, không cần phải lau tay. Mút tay. Lau là cây. Lau một quần tí về giặt. Đây bây giờ mình sẽ thử cái miếng này nhá. Đây. Cái giờ. Chấm muối tiêu chanh. Mời anh em nhé. Có mấy thằng nó quay ở suối nó làm cá ngon quá. Đấy, ngon thật. Ngon quá bạn. Nay cháo nướng này là vừa bác nhỉ? Chín đều này, chín cả tới trong này. Sao con gà này to quá, không chín nó chết. Không chín tầm này là vừa đấy. Đúng. Lúc ấy mình hạ xuống thế là vừa đẹp đấy. Quay thế này nó thoải mái, cái hôm ở Hồ Nam mệt quá. Hôm đấy nắng quá. Em này miếng thịt gà nhá. Nét này. Đấy. Nên mình bòn chui hết vào hồ. Hôm nay nắng quá. Quá, muốn nhanh thì nó xong. Ngon, cơm nhận là ngon đấy. Ngon rồi đấy. Cái cay này. Làm miếng dưa leo. Hiệp gà ngon không? Ngon. Hiệp gà nói là ăn thịt gà. Ngon đấy. Cay quá. Tiến cảm nhận nào đi. Ngon, ngọt. Nhưng mà công mình làm khác ngon thế. Ngọt vậy. Không, cái này là ngon là phải do người ướp, đúng không? Mà người ướp là ai? Người ướp là ông quay phim này. Đấy. Đấy cứ để đấy nắng nó tự chín. Ướp vứt ra đấy. Ướp xong để đấy nó. Thế em này tú. Ôi, tú dịp khác là nhiều dịp mà nó thì Sơn lấy chai Sơn 13 của Linh.